cảm nhận đường ơn chưa lành. Lại một lần nữa. Quan. À. Tại vì chị anh Phong nói đó, chữ lành. Ơn Chúa chưa. Ơn Chúa chưa. Tại vì em. Hai cái nốt đó. Của chị là Chúa chưa. Của chị là Chúa chưa. Chúa chưa. Vì thì anh nói là chữa lành. Lên tí chữa lành. Ơn Chúa cảm nhận được ơn Chúa chưa. Cái nốt này phải giống nhau. Để nó chưa chưa thì nó vô không có lên. A couple of parish announcements. According to the new guidelines from the diocese, people who have been fully vaccinated are not required to wear a mask for Mass. However, those who are not fully vaccinated, including children, are still asked to wear a mask to ensure the health of all our parishioners. This weekend, the Knights of Columbus will hold its annual Tootsie Roll Drive for the intellectually disadvantaged. With the money raised, you are supporting two recreational camps, two therapeutic writing clubs, Special Olympics, as well as an organization that helps special needs people prepare to enter the workforce and obtain higher education. The Knights will be on the patio after Mass with Tootsie Rolls and buckets on the tables. Donations are greatly appreciated. You are invited to join us for our newest Saturday Bible study titled James, Pearls for the Wise Living. It will begin on Saturday, June 5th. Please check the website or bulletin for more information. Starting in June, Adoration will have a new time on Fridays. Adoration will be from 6 p.m. to 7 p.m. and will no longer be live streamed. If someone in your family
is graduating or promoting this spring, please send us his or her name in school. All graduates are invited to a special blessing at all the masses next weekend. Please see the news page of the parish website or bulletin for details. This week, please check out the bulletin to find out more about our soon-to-be pastor, Father Eugene Lee. We look forward to welcoming him as our new pastor in July. Please stay tuned to the parish bulletin and news page of the parish website for the latest updates and events. Have a blessed week. Con xin kính chào cộng đoàn dân Chúa đang hiện diện nơi thánh đường hay đang sửa soạn hiệp dâng thánh lễ trực tuyến. Linh mục chủ tế hôm nay là cha Sở với sự phụ tế của thầy Tín. Ý chỉ cầu nguyện cho các giáo dân trong cộng đoàn xin và sẽ được các cha dâng lễ trong tuần như sau. Một gia đình xin một lễ cho linh hồn Phêrô Nguyễn Văn Bình. Gia đình xin một lễ cho linh hồn Vincente Nguyễn Quang Huyến và một lễ cho linh hồn Giuse Phạm Thành Trí. Chu Tất Tiến xin một lễ dỗ cho linh hồn thầy mẹ Gioan và Maria. Chị Hiển xin một lễ cầu cho linh hồn Phêrô Trần Tiến Khang. Một gia đình xin một lễ tạ ơn nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành hôn. Một gia đình xin một lễ cho gia đình được bình an. Welcome to our bilingual English-Vietnamese this afternoon. Today's Mass intention is for Quý Lê. Today's Mass is celebrated by Father John and Deacon Tín. Please rise. Thánh thần khấn xin ngự đến, hồn con đang mong chờ ngài. Suối nguồn thánh ngân hiện xuống, nay dư dàng xin ngài đổi mới. Ngài ơi, xin ngài hãy đến chiếu sáng thế gian trù mê. Tôi tâm ngài ơi, xin ngài hãy đến hiến linh. Ngài ơi, lạy ngài xin đến dâng dâng chúng con trên đường. Cầu ngài liên kết chúng con nhất tâm trong ngài. Cầu ngài ban ơn thêm sức kiên vững không lay. Sống sao nên người còn Chúa chứng nhận tình yêu. Sống sao nên người còn Chúa chứng nhận tình yêu. Good afternoon. Good afternoon, Father. So today we took care of down the most of the Easter celebrations, and now we're getting ready for Pentecost today. You see the red decorations. The Easter candle remains till the end of tomorrow. So this is we still have the Easter candle up. And now that the diocese is giving permission for us to not have the masks except during communion time. We'll talk about that at communion time. It's fine to not wear the masks, but anybody who wants to continue to wear the mask, that's a good idea too. So we'll be cleaning the
over here, making sure everything stays nice and clean. So please remain safe. And right now, as long as you've had your the shots in 2 weeks at least have gone by, if you don't want to have to wear a mask, that's allowed. So please be safe and help one another to not have a problem. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. My brothers and sisters, to prepare to celebrate the sacred mysteries, we first ask for God's forgiveness. Lord Jesus, you were sent to heal the contrite of heart. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, who came and saved the sinners. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord Jesus, you intercede for us at the right hand of the Father. Lord, have mercy. Lord, have mercy. And may Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Vinh danh Chúa cả trên trời, bình an dưới thế cho người Chúa thương. Vinh danh Chúa. Danh ngôi Cha là Thượng Đế, là Vua ngự trên trời, là Chúa Cha toàn năng, Ngài sáng tạo bao kỳ công, Ngài dựng nên trời mây, vạn vật muôn có cây. Của trần gian trên thâm sâu. Trời, một tình yêu không bờ bến, một tình yêu sẽ vô biên. Vinh danh Chúa. Glory to God. Let us pray. Almighty and ever-living God, who willed the Paschal mystery to be encompassed at the sign of in 50 days, grant that from out of the scattered nations, the confusion of many tongues may be gathered by heavenly grace into one great confession of your name. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. Bài chức sắc tiên tri Joel. Đây Chúa phán, ta sẽ tuôn đổ thần trí ta xuống trên mọi xác thịt. Con trai con gái các ngươi sẽ nói tiên tri. Ông già bà lão các ngươi sẽ thấy chiêm bao.
thanh niên các ngươi sẽ được thị kiến. Và trong những ngày ấy, ta cũng sẽ tuôn đổ thần trí ta trên các tôi tớ nam và các tôi tớ nữ của ta. Ta sẽ thực hiện những việc kỳ diệu trên trời dưới đất. Nào máu, nào lửa, nào cột khói. Mặt trời sẽ trở nên tối tăm và mặt trăng sẽ biến thành máu trước khi ngày vĩ đại và khủng khiếp của Thiên Chúa đến. Bấy giờ, kẻ nào kêu cầu danh Chúa đều sẽ được cứu độ. Vì như lời Chúa đã phán là sẽ có ơn cứu độ trên núi Sion tại Jerusalem và giữa những kẻ sống sót mà Thiên Chúa kêu gọi. Đó là lời Chúa. Sai Thánh Thần Chúa đến để người đổi mới mặt đất này. Xin Sai Thánh Thần Chúa đến để người đổi mới mặt đất này. Hồn tôi hỡi chúc tụng Chúa đi, lạy Thiên Chúa đấng thờ kính Ngài cao cả muôn trùng. Quá nhiều việc đều do tay Chúa làm, địa cầu đầy dẫy những vật Chúa tạo ra. Xin Sai Thánh Thần Chúa đến để người đổi mới mặt đất này. Vừa khi Chúa rút lại khí thiêng là thân chúng chữa lùi bụi cát vì tắt hơi thở rồi, muốn tạo lại Ngài ban sinh khí vào bởi Ngài đổi mới bộ mặt của trần gian. Xin Sai Thánh Thần Chúa đến để người đổi mới mặt đất này. Nguyện muôn kiếp Chúa hằng hiến vinh và mong ước những công trình Chúa làm Chúa mãi vui mừng. Tiếng lòng này cầu mong vui ý Ngài bởi Ngài là chính hoan lạc của đời tôi. Xin Sai Thánh Thần Chúa đến để người đổi mới mặt đất này. Xin Sai Thánh Thần Chúa đến để người đổi mới mặt đất này. A reading from the letter of St. Paul to the Romans. Brothers and sisters, we know that all creation is groaning in labor pains even until now. And not only that, but we ourselves who have the first fruits of the Spirit
we also groan within ourselves as we wait for adoption, the redemption of our bodies. For in hope, we were saved. Now hope that sees is not hope. For who hope for what one sees? But if we hope for what we do not see, we wait with endurance. In the same way, the Spirit too comes to the aid of our weaknesses. For we do not know how to pray as we ought, but the Spirit himself intercedes with inexpressible groanings. And the one who searches hearts knows what is the intention of the Spirit, because he intercedes for the holy ones according to God's will. The word of the Lord. Thanks be to God. Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín vì sợ người Do Thái. Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: "Bình an cho các con." Khi nói điều đó, người cho các ông xem tay và cạnh sườn người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: "Bình an cho các con. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con." Nói thế rồi, người thổi hơi và phán bảo các ông: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần. Các con tha tội cho ai thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai thì tội người ấy bị cầm lại." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good afternoon, everyone. Good afternoon. Lord, open my lips so I can sing your praises. Ngày hôm nay giáo hội mừng đại lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Con có hai đề tài con xin đã đánh động lòng con được xin chia sẻ với ông bà và anh chị em. Kho báu của tôi là gì khi tôi ra đi? Và kho báu của Chúa Giêsu đã để lại là gì? Kho báu của tôi để lại là gì? Có phải như con thuyền đã đi qua để lại sóng, đoàn tàu đi qua để lại tiếng, và đoàn người đi qua để lại bóng tối?
Vậy tôi kho báu của tôi để lại là gì? Phải chăng khi ra đi, đa số chúng ta đã để lại cho những người thân yêu ở lại của cải tiền bạc hoặc là địa vị trong xã hội? Một số người ra đi không để lại của cải vật chất, nhưng họ để lại những niềm hãnh diện, những tiếng tăm của họ, vẻ vang của họ để cho gia đình, dòng họ và con cháu. Như cọp chết để ra, người chết để tiếng. Có một số người rất nhỏ đi ra để lại những sự thất vọng, tủi hổ, nhục nhã cho gia đình. Có bao nhiêu người nghĩ rằng kho báu của mình để lại cho thế gian này là những người mục tử, những người tu sĩ nam nữ làm vườn cỏ cho nhà Chúa. Trong năm vừa qua, rất nhiều gia đình có người thân yêu như ông bà, cha mẹ hay những người thân yêu của mình đã ra đi. Vậy kho báu của họ để lại là gì? Và chúng ta nhớ được họ những điều gì? Bố con đầu năm nay, năm 21 đã ra đi về nhà Chúa. Kho báu mà ông để lại ngoài những tấm gương sáng như là làm chồng, làm ông nội, ông ngoại hay là một vị sĩ quan liêm chính. Nhưng ngoài đó, ông đã để lại một kho tàng đức tin cho gia đình và cho xã hội. Ông để lại một người mục tử và hai thầy sáu. Còn kho báu của Chúa Giêsu đã để lại đặc biệt ngày hôm nay là gì, thưa ông bà và anh chị em? Phải chăng là của cải vật chất, quyền hành hay địa vị xã hội? Chúa Giêsu đã không để lại cho chúng ta bất cứ những điều trên, mà Ngài để lại một điều quý báu hơn trên thế gian này. Đó là thần khí của Ngài, đó là ngôi ba Thiên Chúa, đó là Chúa Thánh Thần mà giáo hội chúng ta mừng lễ hôm nay. Cũng giống như tương tự ở thế gian này, khi chúng ta đi xa thì chúng ta cần những người babysitter đến coi nhà hoặc trông trẻ thơ cho chúng ta. Ông bà và anh chị em, tất cả những người tín hữu đã lãnh nhận Chúa Thánh Thần từ khi chúng ta chịu phép rửa tội. Và chúng ta biết nhiều hơn về Ngài khi chúng ta lãnh nhận bí tích thêm sức. Nhưng con hỏi là có bao nhiêu người đào sâu và tìm hiểu về ơn Chúa Thánh Thần hay cầu nguyện trực tiếp với Ngài hay không? Phải chăng các ân sủng của Ngài ban cho chúng ta một cách quá dễ dàng, cho nên đa số chúng ta không quý trọng những ân sủng của Ngài? Vậy ngày hôm nay đặc biệt, chúng ta hãy tự xét lại bản thân mình, xem mình có bỏ sót những ân sủng nào của Chúa Thánh Thần ban cho hay không. Có thể là ơn khôn ngoan, ơn hiểu biết, nhưng đặc biệt hơn nữa là ơn kính sợ Thiên Chúa. Tôi có cần Chúa Thánh Thần trong đời sống đức tin của tôi ngày hôm nay hay không? Con xin thưa chắc rằng 100%, bởi vì Thánh Phaolô Ngài nói rằng không ai có thể nói rằng Đức Giêsu là Chúa nếu người ấy không ở trong thần khí của Ngài. Ngài đã dạy cho chúng ta sống đạo làm người và cũng dạy cho chúng ta sống đạo làm con Thiên Chúa, để ngày sau mọi người, ông bà và anh chị em được về đoàn tụ với Ngài trên nước trời. Xin Chúa Thánh Thần ban cho tất cả ông bà và anh chị em có được lòng khao khát cầu nguyện dưới thần khí của Ngài, và xin hâm nóng lại các ân sủng của Ngài trong hành trình đức tin của mình. Two questions on the Pentecost Sunday, which remind each one of us about the Holy Spirit. That a lot of time we forget about the Holy Spirit in our daily prayer. So who is the Holy Spirit?
And should we pray to the Holy Spirit or not? The Holy Spirit is the third person of the Trinity, Father, Son, and the Holy Spirit. He is God. He is not a saint nor a holy one. When does the Holy Spirit appear in your life? That's the day when you receive the baptism. When the presider said, I baptize you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. And later in life, we grow more mature in spirit. That's the day when we receive the confirmation. How about should we pray to the Holy Spirit or not? I'm very sure, just look at what Jesus said about the Holy Spirit. When the Spirit of truth comes, He will guide you into all truth. He will glorify me, for He will take what is mine and declare it to you. From John chapter 16, verse 13 to 14. But whether or not we should pray to the Holy Spirit, it is very important to understand that we cannot pray without the Spirit. In fact, St. Paul tells us in the second reading that the Spirit helps us in our weaknesses, for we do not know what to pray for as we ought, but the Spirit Himself intercedes for us with groanings too deep for words. So when you and I or any Christian prays, the Holy Spirit assists us in stepping in when we don't know what to pray for or how to pray about something. This is a great encouragement for all of us, especially who usually give a reason that I don't know how to pray or I struggle how to pray. St. Paul encouraged all Christians to be praying at all times in the Spirit, with all prayer and supplication, Ephesians chapter 6, verse 18. So let us include the Holy Spirit in our daily prayer, especially in our journey of faith, now and forever. Maranatha, Jesus, Hosanna, Hosanna, Alleluia, Alleluia, Abba. That is my mantra. That is when I pray to the Holy Spirit. I hope that you all learn to include the Holy Spirit in your daily prayer. Amen. I believe one God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, and of all things visible and invisible. I believe in one Lord, Jesus Christ, the only begotten Son of God, born of the Father before all ages, God from God, light from light, true God from true God, begotten, not made, consubstantial with the Father. Through him all things were made. For us men and for our salvation, he came down from heaven, and by the Holy Spirit was incarnate of the Virgin Mary and became man. For our sake he was crucified under Pontius Pilate. He suffered death and was buried, and rose again on the third day in accordance with the Scriptures. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead, and his kingdom will have no end. I believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son, who with the Father and the Son is adored and glorified, who has spoken through the prophets. I believe in one holy, Catholic, and apostolic church. I confess one baptism for the forgiveness of sins, and I look forward to the resurrection of the dead and the life of the world to come. Amen. We come now with our needs before God, our Heavenly Father.
For the whole church that gather from all corners of the earth, we may give witness and praise to God with one voice. Xin cho tất cả các tín hữu ở khắp mọi nơi trong giáo hội Hoàn Vũ luôn làm chứng nhân và ca ngợi Thiên Chúa trong sự hiệp nhất. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin cho các tân tòng vừa gia nhập giáo hội trong mùa phục sinh luôn tăng trưởng ơn khôn ngoan và tràn đầy tình yêu để xây dựng nước Chúa. For all who have been initiated into the new life of Christ this Easter season, that they may continue to grow in wisdom and love and build up the church. We pray to the Lord. Lord, hear our prayer. For all mothers and fathers, that they bring joy of faith to their children and receive fulfillment in their vocation in life. Xin cho các bậc sinh thành phụ mẫu luôn mang niềm vui đức tin cho đến cho con cháu và nhận được bình an trong ơn gọi gia đình và Kitô, gia đình Kitô hữu. Chúng ta cầu xin Chúa. We pray to the Lord. Cầu cho các linh hồn đã qua đời và các ý chị sinh lễ hôm nay, trong thinh lặng chúng ta cùng dâng lên Chúa những ước nguyện riêng. For the faithful departed and today's mass intentions, let us lift them up along with our own petitions to the Lord. We pray to the Lord. Lord, hear our prayer. Heavenly Father, we've come with our needs. Hear us all through Christ our Lord. Pray, brethren, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for praise and glory of his name, for our good and the good of his holy church. Pour out upon these gifts the blessings of your Spirit, we pray, O Lord, so that through them your church may be imbued with such love that the truth of your saving mystery may shine forth for the whole world. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, almighty and eternal God, for bringing your Paschal mystery to completion. You bestowed the Holy Spirit today on those you have
your adopted children by uniting them to the only begotten Son, the same Spirit as the church came to came to birth, opening to all peoples the knowledge of God, and brought together the many languages of the earth in profession of one faith. Therefore, overcome with paschal joy, every land, every people exalts in your praise, and even the heavenly powers with the angelic hosts sing together the unending hymn of your glory as they acclaim in song. Chúa tế càn khôn, cả trời đất vinh quang Ngài bao phủ. Hô Sa-na, tăng chốn cư trú, xin kính chào, xin kính chào, chào đấng, chào đấng. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. Time is betrayed and entered willingly into his passion. He took bread and, giving thanks, broke it and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice. Once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chiều trên. We proclaim your death, O Lord. Và tuyên xưng Chúa sống lại. And profess your resurrection. Cho tới khi until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly pray that, partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, and Kevin, our Bishop, his assistant bishops, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with Blessed Joseph, her spouse, with the blessed apostles, and all the saints who have pleased you throughout the ages. We may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit,
All glory and honor is yours forever and ever. Savior's command, informed by divine teaching, we dare to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil, and graciously grant peace in our days. By the help of your mercy, may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, Peace I leave you, my peace I give you. Look not at our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. Let us offer each other the sign of peace. Peace with you. Takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I'm not worthy to enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. This moment, let my soul always be close to you. Trầm lòng con Chúa ơi, ngày giờ này. Trầm lòng con để con không xa ngài. You raise me up from darkness and despair. Vững con vươn lên khỏi nghi sợ và sầu não. I will praise you, oh Lord, you are my God. Through the Holy Spirit, you guide my soul. Chạm vào con ngay Chúa ơi.
Spirit and fill my heart. Come, Holy Spirit, set me apart. Come, Holy Spirit, to you I pray. Come, Holy Spirit, show me the way. Come, Holy Spirit, and fill my night. Come, Holy Spirit, and melt me now. Come, Holy Spirit, and mold me now. Come, Holy Spirit, and use me now. Pour out your grace. Consumed, benefit us, O Lord, that we may always be aflame with the same Spirit whose you wonderfully poured out on the apostles. Through Christ our Lord. Amen. We have announcements. Announcements, yeah? Con xin mời cộng đoàn nghe thông cáo. Như đã thông báo, dựa theo các hướng dẫn của các cơ quan kiểm soát và phòng ngừa bệnh tật, giáo phận cho phép những anh chị em đã hoàn tất chích ngừa cho COVID thì không cần đeo khẩu trang trong nhà thờ. Những anh chị em chưa hoàn tất chích ngừa và các em vẫn cần đeo khẩu trang để giữ an toàn. Hiệp sĩ đoàn Knights of Columbus tại giáo xứ chúng ta có chương trình quyên góp hàng năm 2CRO để giúp các người chậm phát triển trí tuệ. Qua các chương trình giáo dục, huấn nghệ,
Special Olympics, vân vân. Xin quý vị rộng lòng giúp những anh chị em không có khả năng tự giúp cho chính họ. Xin đến bàn của hiệp sĩ đoàn phía cuối nhà thờ để biết thêm chi tiết. Giáo xứ mời giáo dân tham dự một chương trình học hỏi Thánh Kinh với tựa đề James Peer for Wisdom Living, tạm dịch là những hướng dẫn quý báu cho một cuộc sống khôn ngoan. Chương trình bắt đầu vào thứ Bảy mùng 5 tháng 6, kéo dài 11 tuần. Tham dự viên xem một video trong tuần, sau đó tham dự buổi chia sẻ qua Zoom vào mỗi sáng thứ Bảy lúc 9 giờ. Bắt đầu tháng 6, giờ chầu thánh thể của giáo xứ sẽ vào mỗi thứ Sáu từ 6 giờ đến 7 giờ tối. Cuối tháng này, giáo xứ sẽ có thánh lễ cầu nguyện đặc biệt cho các học sinh, sinh viên ra trường năm nay. Xin quý vị gửi tên và trường của các em về giáo xứ để được cầu nguyện trong thánh lễ. Sau cùng, cha sở mới Eugene Lee có lời chào giáo dân đăng trong trang mạng của giáo xứ và có kèm theo tiểu sử của Ngài. Xin mời quý vị vào xem để biết thêm về Ngài. Con xin cảm ơn cộng đoàn. So everybody, after the blessing, we go back to St. Michael's prayer. The Lord be with you. And with your spirit. Bow your head for the Lord's blessing. And may the blessing of Almighty God, the Father, the Son, and the Holy Spirit be with you now and forever. Amen. St. Michael, Archangel, defend us in battle. Your defense against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him, we humbly pray. And do thou, Prince of the heavenly hosts, by the power of God, thrust into hell Satan and all the evil spirits, the problem seeking the ruin of souls. Amen. The Mass is ended. Go in peace and spread the good news of the Lord. Thanks be to God. Holy Spirit, Holy Spirit, come with your fire. Holy Spirit, Holy Spirit, come with your fire. Holy Spirit, come with your fire. Holy Spirit, come with your fire. Thánh Thần hãy đến, ban cho con lửa mến, xin thương ban lửa mến xuống trong hồn con, xin thương ban lửa mến xuống cho tâm hồn con mãi. Thánh Linh mau đến với con, thắp sáng trong tâm hồn. Sang trong tâm hồn, hãy thắm cho con sang ngời, thắm đắm trong tâm hồn.